đây là một cuộc thi có ý nghĩa tạo cơ hội cho họa sĩ giảng viên sinh viên được thử sức trong sáng tạo đóng góp thiết thực cho cộng đồng góp phần đánh thức tình yêu đối với di sản văn hóa dân tộc khi tham gia cuộc thi các sinh viên phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ về văn hóa lịch sử văn hóa dân tộc được thỏa sức thể hiện khả năng sáng tạo của mình bằng ngôn ngữ tạo hình để truyền tải những nội dung mình lựa chọn qua đó thể hiện nhận thức quan điểm ý tưởng của mình về giá trị của các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các danh lam thắng cảnh trên mọi vùng miền của Tổ quốc, trên nhiều chất liệu, vải vóc, sơn dầu, sơn mài, acrylic, tranh lụa, tranh đồ họa, không giới hạn số lượng tác phẩm cho mỗi tác giả. Hạn nộp tác phẩm đến hết tháng 9 năm 2023, ban giám khảo sẽ chấm sơ khảo các tác phẩm dự thi qua ảnh chụp gửi về email di sản văn hóa Việt Nam Lễ trao giải dự kiến được tổ chức dịp kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2023.